Kính thưa quý vị và các đồng chí, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã về. Trong không khí hân hoan rộn ràng đón chào năm mới, chương mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kính gửi đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau. Phóng sự xuân đoàn kết ấm tình quân dân. Phóng sự để xuân về mãi mãi bình yên. Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày này, cùng với việc tập trung lực lượng, phương tiện, ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón Tết Giáp Thìn 2024 trong bình yên, hạnh phúc, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa, chung tay chia sẻ với bà con nhân dân và đồng chí đồng đội, góp phần lan tỏa một mùa xuân mới, ấm áp và yêu thương. Không còn phải sống trong ngôi nhà chật hẹp, tạm bợ. Niềm vui đến với gia đình anh Nguyễn Văn Thảo, sống ở thị trấn A Lưới, là một trong số nhiều hộ dân may mắn được sửa chữa, xây dựng nhà mới từ chương trình chung tay xóa nhà tạm cho người nghèo, hỗ trợ huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia của Công an tỉnh triển khai phát động. Giờ đây, gia đình anh yên tâm khi đã có chỗ sinh hoạt ổn định, không phải lo lắng khi thời tiết mưa gió hoặc lạnh lẽo khi đêm về ở huyện miền núi này. Thì cả hai vợ chồng thì không biết nói gì hơn là cùng gia đình rất chi là cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm và giúp đỡ cho gia đình tôi để được sửa chữa cái nhà ở là đẹp hơn, là ổn định hơn. Và sau đó thì cũng là đặc biệt là xin cảm ơn là lãnh đạo, ban công an giám đốc tỉnh rồi các chuyên nghiệp đã hỗ trợ cho gia đình. Thì gia đình không biết nói gì hơn, gia đình qua là vui mừng, đặc biệt là Tết nơi. Thì cũng có nhà ở, nhà đẹp. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước sự quan tâm. Với mong muốn các gia đình khó khăn sẽ có mái nhà kiên cố để yên tâm an cư lạc nghiệp, Công an tỉnh cùng Công an huyện và chính quyền địa phương đã phối hợp tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và bàn giao cho gia đình trước thêm xuân mới Giáp Thìn. Chính sự quan tâm, chăm lo của lực lượng công an cùng chính quyền địa phương, sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng sẽ là đòn bẩy để mỗi người dân vùng cao A Lưới vươn lên ổn định cuộc sống, có thêm niềm vui để đón xuân trọn vẹn, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Ban giám đốc Công an tỉnh cùng các một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí đến 1,2 tỷ đồng và đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa cho 20 hộ dân. Qua đó cũng đã góp phần giúp cho người dân nghèo trên địa bàn có cái nơi ăn, chỗ ở ổn định trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Ngoài ra thì Công an huyện cũng đã trích một phần kinh phí nhỏ để thăm gặp các gia đình chính sách, các anh hùng lực lượng vũ trang trong dịp Tết Nguyên đán. Mong muốn gửi đến một mùa xuân ấm áp, thắm đượm nghĩa tình dành tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, nguyên cả đồng chí lãnh đạo trên địa bàn tỉnh. Hàng năm cứ vào độ Tết đến xuân về, Công an các đơn vị địa phương cùng cả tổ chức đoàn thể trong Công an tỉnh lại khẩn trương chuẩn bị những phần quà, rồi chia nhau đến từng gia đình để thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện, trao tận tay những món quà và thông tin để các bác, các mẹ về tình hình, kết quả nổi bật của Công an Thừa Thiên Huế trong năm qua và những nỗ lực, quyết tâm của các thế hệ công an tiếp nối để phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Những lời thăm hỏi ân tình, những món quà trao gửi dịp Tết càng thêm ý nghĩa, gửi gắm một mùa xuân mới trọn vẹn, sum vầy. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trong căn nhà nhỏ nằm trên đường Trường Chinh, thành phố Huế, hình ảnh người vợ, con trai và mẹ già anh thẫn thờ, đôi mắt hoen đỏ vì nỗi đau mất người thân, không khỏi làm người ta xót xa. Với tấm lòng tri ân, tưởng nhớ và mong muốn san sẻ nỗi đau, sự mất mát khó khăn của gia đình anh, đặc biệt khi Tết đến xuân về, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Nam Việt Tin Banh thành phố Huế đã viếng thăm gia đình. Sự quan tâm của lực lượng công an và sẻ chia của xã hội sẽ góp tiếp niềm tin, nghị lực
cho những người ở lại. Xin lời cảm ơn các bán ngành, tức là bộ công an, rồi công an tỉnh, công an thành phố để giúp đỡ gia đình, dù là tầng trên mọi quân quân là ai cũng có giúp đỡ, tạo điều kiện cho nó cũng có rất. Sự anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ của anh Trần Duy Hùng, phó trưởng công an phường Thủy Vân, thực sự đã khiến cho tập thể ban giám đốc, cán bộ nhân viên ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế chúng tôi hết sức cảm phục, và chúng tôi cũng tin rằng sẽ đang và sẽ có rất nhiều sự chia sẻ, rất nhiều tấm lòng trong xã hội sẽ cùng hướng về gia đình của anh để phần nào làm vơi bớt những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống của gia đình anh, một người chiến sĩ cách công an nhân dân hết sức là quả cảm anh dũng. Xuân ấm nồng, nghĩa tình hơn khi có những quan tâm chia sẻ. Và với công đoàn viên Lê Thị Ngân và những công đoàn viên khác, Tết Nguyên đán năm nay dường như ý nghĩa và trọn vẹn hơn rất nhiều khi gia đình chị được công đoàn công an tỉnh cùng các mạnh thường quân quan tâm cho tặng những phần quà Tết ý nghĩa. Sự quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời mà công đoàn công an tỉnh dành cho cả đoàn viên công đoàn và người lao động ngay trước thêm xuân mới là minh chứng khẳng định rõ nét hơn tổ chức công đoàn thật sự là chỗ dựa, niềm tin của đoàn viên, người lao động trong công an nhân dân. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc được mà hỗ trợ, em được mua cái máy giặt mà rất là cần thiết, em mua đúng với nhà em. Nhưng tại nhà em vẫn chưa có máy giặt, em cảm thấy rất là vui. Trong dịp này thì ban công đoàn công an tỉnh cũng đã tổ chức cái hoạt động là trao tặng 50 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, và tổ chức cái hoạt động là cùng gia đình đoàn viên đón Tết, là đã vận động các nguồn xã hội hóa và tặng các vật dụng thiết yếu trong gia đình như tivi, tủ lạnh, máy giặt cho 5 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 6 phần quà cho con đoàn viên có mồ côi vượt khó, và cũng đã tổ chức cái hội thi gói bánh chưng và trang trí không gian ngày Tết. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp với ban thanh niên, ban phụ nữ công an tỉnh tổ chức cái hoạt động là bốc thăm trúng thưởng để gây quỹ tặng quà cho 60 cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên cho 22 cán bộ là đoàn viên công đoàn, và cái tổng kinh phí trong hoạt động chăm lo Tết trong dịp này là gần 100 triệu đồng. Xuân đến rồi xuân cũng sẽ qua đi, nhưng nghĩa tình thì thắm mãi, để mỗi lần đào mai khoe sắc. Với khí thế khẩn trương thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, mỗi cán bộ chiến sĩ công an sẽ hạnh phúc hơn khi an ninh trật tự được giữ vững, nhân dân vui Tết an toàn và ấm áp nghĩa tình. Thưa các đồng chí và quý khán giả, Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang rộn ràng gõ cửa đến với mọi nhà, mọi người. Tết là dịp để mọi gia đình đoàn viên hồi ngộ sau một năm bôn ba với biết bao công việc. Ấy vậy mà trong những ngày đặc biệt này, có những người âm thầm lặng lẽ tạm gác lại hạnh phúc riêng của mình, sẵn sàng đón Tết muộn để thực hiện nhiệm vụ giữ bình yên cho mùa xuân. Vinh dự thật lớn lao, nhưng cũng đầy trách nhiệm. Đó chính là niềm vui đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên Huế khi Tết đến xuân về. Chiều 30 Tết, mọi người, mọi nhà đang hối hả tất bật soạn sửa những công việc cuối cùng để chuẩn bị đón chào năm mới Giáp Thìn. Nhưng lúc này, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đang cùng đơn vị triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện được tổ chức trong đêm giao thừa. Không khí cuộc họp kiểm tra thật đầm ấm, vui vẻ nhưng rất khẩn trương, nghiêm túc, tất cả vì công việc. Đối với đồng chí Đoàn Thị Mỹ Oanh, cán bộ đại đội cảnh sát cơ động, lẽ ra chiều 30 Tết là thời gian quý báu dành cho gia đình, chồng con quê quần bên mâm cỗ tất niên để hàn huyên thể sự. Nhưng vượt lên trên hết, chị vẫn xem nhiệm vụ còn quan trọng hơn. Hiện tại là bản thân em là lập gia đình, có một con nhỏ và chồng em cũng đang công tác tại phòng cảnh sát cơ động. Nên đôi khi là bản thân em là gặp nhiều khó khăn trong việc phải cân bằng thời gian để mà sắp xếp làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ vừa phải hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị được giao. Tuy nhiên được sự động viên, giúp đỡ của chỉ huy các cấp, bản thân em đã sắp xếp thời gian để cùng với tập thể cán bộ chiến sĩ ứng trực sẵn sàng quân số ra quân thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời là thực hiện kế hoạch đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giúp cho người dân có một cái Tết ấm no hạnh phúc. Là đơn vị mũi nhọn xung kích trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát cơ động luôn ở trạng thái thường trực sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đặc biệt là thời điểm dịp Tết Nguyên đán.
Tất cả các sự kiện, các hoạt động chào đón năm mới và lễ hội đầu xuân được tổ chức, cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đều có mặt tham gia, bảo đảm an ninh an toàn cho mọi người vui xuân đón Tết. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy phòng đã xây dựng kế hoạch cách cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trước hết là 100% cán bộ chiến sĩ phải trực theo cấp độ 3 để sẵn sàng tham gia trấn áp tội phạm khi có lệnh của giám đốc. Thứ hai là tập trung tăng cường để bảo vệ tuyệt đối an toàn các cái mục tiêu quan trọng của tỉnh. Thứ ba là tăng cường tuần tra kiểm soát sau 22 giờ đến 5 giờ sáng để đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến. Thứ tư là tham gia tích cực cùng với các đơn vị nghiệp vụ để đấu tranh các chuyên án. Đồng thời, chúng tôi tăng cường để tham gia về cái vấn đề xử lý nồng độ cồn, đảm bảo an ninh trên tất cả các cái tuyến đường. Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm nay, cán bộ chiến sĩ công an xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới hầu hết đều ở lại đón Tết cùng đồng bào. Là xã vùng cao biên giới thuộc huyện A Lưới giáp nước bằng Lào, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, lực lượng công an xã luôn thấu hiểu, chia sẻ và đau đớn một điều, đó là làm sao phải vừa giữ gìn được sự bình yên trong thôn bản, vừa góp phần mang đến cho mọi người dân có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy và nhiều ý nghĩa. Và điều đó đã trở thành hiện thực. Khi Tết này, đồng bào trong xã đều được sự quan tâm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần của Đảng, Nhà nước, của các ban ngành, đoàn thể, của cấp ủy chính quyền địa phương và công an xã. An ninh trật tự trên địa bàn được cán bộ chiến sĩ công an xã triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Tân làng, nghĩa xóm, đầm ấm, trang hòa, bình yên mùa xuân luôn hiền hữu ở xã vùng cao biên giới. Xin thay mặt gia đình là cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước và các nhà tài trợ từ công an tỉnh đến công an huyện đến xã. Nhờ có chủ trương của Đảng và Nhà nước, anh em được sửa cái nhà. Vì cái nhà này xuống cấp từ năm 2003 rồi, chưa sửa được. Nhưng mà có chủ trương của Đảng, Nhà nước thì thay mặt gia đình rất cảm ơn. Thực hiện cái kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, thì công an xã cũng vừa đã xây dựng kế hoạch tham mưu Đảng chính quyền là cũng phối hợp với tham nghị định 03 tuần tra giữa ba lực lượng là công an, quân sự và biên phòng thường xuyên tuần tra đến địa bàn. Thì qua đó công an xã cũng tham mưu Đảng chính quyền là thường xuyên phối hợp để giúp đỡ các gia đình chính sách, người nào già nếu đơn. Hòa trong dòng người và xe cộ tấp nập đi lại ngược xuôi trong những ngày Tết là những cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Các tuyến đường và giao lộ trọng điểm, các địa điểm diễn ra sự kiện chào xuân, đón mừng năm mới đều xuất hiện lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Là địa bàn tiềm ẩn phức tạp trật tự giao thông trong dịp Tết, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế đã huy động toàn bộ lực lượng phương tiện thường trực chiến đấu 100% quân số, phân công nhiệm vụ cụ thể đến mỗi cán bộ chiến sĩ, tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng, điều hòa giao thông, không để tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra. Đặc biệt là đơn vị có hơn 18% cán bộ chiến sĩ là nữ. Nhưng vào dịp Tết đến xuân về, các nữ cảnh sát giao thông đều tự nguyện chia sẻ, cùng gánh vác trách nhiệm cùng đồng chí đồng đội, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ khó khăn nào khi được giao. Quyết tâm đem đến sự an toàn, thuận lợi cho mọi người khi tham gia giao thông du xuân trong dịp Tết. Vào dịp Tết Nguyên Đán thì lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất là đông, cho nên công tác điều hòa hướng dẫn giao thông sẽ gặp nhiều vất vả và khó khăn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi rất vui và tự hào là những chiến sĩ cảnh sát giao thông luôn đem đến sự bình yên và an toàn cho người dân trong dịp Tết. Với tinh thần là làm việc xuyên Tết, cho nên là chúng tôi nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, chúng tôi tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, rồi ma túy, rồi các hành vi đi lấn đường, chiếm đường, phân đường, tốc độ vân vân. Bên cạnh đó thì chúng tôi xây dựng phương án bố trí lực lượng phân luồng từ xa nhằm đảm bảo công tác chống ùn tắc giao thông ở trong địa bàn trung tâm thành phố. Cứ mỗi độ xuân về Tết đến thì thật khó mà diễn tả hết được những việc làm đầy ý nghĩa của lực lượng công an. Từ những chiến sĩ an ninh thầm lặng đến cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ những trinh sát hình sự ma túy đến cảnh sát khu vực, công an phường xã và còn nhiều đồng chí nữa. Tất cả đều đang lặng thầm triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn cho mọi người vui xuân đón Tết.
và khi sắc pháo hoa rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, báo hiệu thời khắc chuyển giao năm mới, thì cũng là lúc mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an Thừa Thiên Huế cảm thấy tự hào vì đã đóng góp tâm sức trí tuệ của mình để xuân về mãi mãi bình yên. Phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc tuần này. Chương mục được phát sóng hàng tuần vào lúc 20:20 ngày thứ Sáu, phát lại vào lúc 8:30 sáng thứ Bảy và 11:50 trưa Chủ nhật. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban biên tập chương mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng kính chúc quý vị và các đồng chí một năm mới mạnh khỏe, thành công, an khang, thịnh vượng. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.